Xin chào, chúng ta lại gặp nhau trên kênh Tốt Sao Hoa và ngay sau đây sẽ là những tin tức đáng chú ý có trong ngày. Cung tên, một trong những vũ khí thường xuyên xuất hiện ở các bộ phim của Trang Hoa ngữ, không ít nữ diễn viên phải hóa thân thành nhân vật sử dụng vũ khí này và dĩ nhiên vẻ đẹp mạnh mẽ và đầy khí chất của họ khi dùng cung tên đã làm bao khán giả phải ngưỡng mộ. Thứ nhất, địch lại Nhật Ba. Nàng phượng cửu của Tam Sinh Tam Thế Trầm Thượng Thư đã có không ít phân cảnh bắn cung trong phim. Với chiếc cung thần của mình, Nhiệt Bà đã hạ gục bao đối thủ, đồng thời khoe được nhan sắc xinh đẹp đầy khí chất mạnh mẽ cương trực của mình. Ngoài ra thì khoảnh khắc bắn cung của Nhiệt Bà trong Tần Thời Lệ Nhân Minh Nguyệt Tâm cũng gây ấn tượng nhờ vẻ đẹp ma mị bí ẩn của nữ diễn viên. Thứ hai, Cúc Tịnh Y. Trong Nam Sinh Xinh Đẹp, Cúc Tịnh Y đã có phân cảnh giả trai và sử dụng cung tên. Nữ diễn viên đã cho thấy vẻ ngoài cực mạnh mẽ, không khác gì đấng nam nhi khi thực hiện cảnh bắn cung. Nhan sắc của Cúc Tịnh Y trong phân cảnh này cũng được đánh giá khá cao, dù cô nàng đang giả trai. Thứ ba, Bành Tiểu Nhiễm. Tham gia diễn xuất trong Đông Cung với vai diễn Tiểu Phong, Bành Tiểu Nhiễm đã khiến bao người ngây ngất bởi vẻ đẹp tuyệt sắc của mình. Không chỉ xinh đẹp yêu kiều trong phim, Bành Tiểu Nhiễm còn thể hiện được khí chất đầy mạnh mẽ trong cảnh dương nọ dương cung như thế này. Thứ tư, Cáp Ni Khắc Tư. Tuy là tân binh của màn ảnh nhỏ, song Cáp Ni Khắc Tư đã kịp gây ấn tượng trong bộ phim Thiên Vũ Kỷ. Khoảnh khắc nữ diễn viên thể hiện phân cảnh bắn cung cũng cực kỳ đáng chú ý. Nhan sắc của nàng mỹ nữ Tân Cương đã được thể hiện hoàn hảo trong khoảnh khắc này. Thứ năm, Đường Yên. Hóa thân thành nhân vật Tiêu Yến Yến trong Yến Vân Đài, Đường Yên đã phải rất cẩn thận vì thời điểm này cô nàng đang mang thai. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, song các phân cảnh trong phim đã được Đường Yên thể hiện hoàn hảo, một trong số đó có thể kể tới khoảnh khắc bắn cung. Thứ 6, Lưu Thi Thi. Không chỉ xinh đẹp ấn tượng, Lưu Thi Thi còn cho thấy một vẻ đẹp rất khác của mình khi xuất hiện trong Túy Linh Lung. Nữ diễn viên đã thể hiện được khí chất thần tiên đầy xinh đẹp của mình khi trở thành nhân vật Phượng Khanh Trần. Đặc biệt thì phân cảnh bắn cung của Lưu Thi Thi trong phim cũng được đánh giá cao bởi nhan sắc hoàn hảo mạnh mẽ. Thứ 7, Hoàng Mộng Oánh. Cũng trong Túy Linh Lung, Hoàng Mộng Oánh cũng kịp khoe sắc và gây ấn tượng với phân cảnh bắn cung. Trong phim thì nữ diễn viên một thân áo giáp cầm cung bắn đầy khí phách đã khiến nhiều khán giả phải ngưỡng mộ. Nhờ hình tượng của nhân vật này mà Hoàng Mộng Oánh ít bị ghét khi vào vai Tố Cẩm trong Tam Sinh Tam Thế Trầm Thượng Thư. Thứ 8, Triệu Lệ Dĩnh. Bà xã Phùng Thiệu Phong có lẽ là người có duyên với cung tên nhất khi trong hai bộ phim nhân vật của cô đều dùng vũ khí này. Đầu tiên có thể kể đến là Sở Kiều Truyện. Về ngoài cứng rắn đầy mạnh mẽ của Triệu Lệ Dĩnh khi hóa thân thành tướng quân, dương cung lên bắn đã khiến nhiều người mê mẩn. Ngoài ra thì trong Tây Du Ký Nữ Nhi Quốc, Triệu Lệ Dĩnh cũng có phân cảnh bắn cung khi hóa thân thành quốc vương của Nữ Nhi Quốc. Thứ 9, Dương Mịch. Trong loạt hình ảnh được tiết lộ của Cửu Châu Học Châu Phu Nhân, có thể nhận thấy Dương Mịch có khá nhiều cảnh quay với cung tên. Mặc dù vậy thì ở phân cảnh bắn cung nào, Dương Mịch đều cho thấy ánh mắt sắc lạnh đầy khí chất mạnh mẽ của mình. Thứ 10, Triệu Lộ Tư. Trong Tam Thiên Nha Sát, Triệu Lộ Tư đã có phân cảnh bắn cung khá ấn tượng. Nữ diễn viên đã rất có tâm khi thể hiện được thần thái ánh mắt đầy sát khí của mình khi dương cung lên, dù cho chiếc cung này được tạo từ kỹ xảo. Trên đây là loạt khoảnh khắc bắn cung của dàn mỹ nhân Hoa ngữ trên màn ảnh nhỏ. Và theo bạn thì nhan sắc thần thái của ai mới thực sự ấn tượng với những phân cảnh này? Và hãy cùng chia sẻ lại ý kiến của mình nhé! Bản tin của chúng mình đến đây là hết và cảm ơn bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.